Mình chào các bác trở lại với channel của Thị Kiến. Hôm nay tôi gửi đến các bác cây tím Vân Lâu Huế này. Đây là một trong những cái dòng đứng đầu bảng về hoa giấy các bác nhé. Cây này thì hai thân nó cuộn nhau nó lên. Hiện nay đang cho rất là nhiều hoa. Vì là thời tiết rất là nắng cho nên hoa được như thế này thì cũng là đẹp rồi. Còn cây này thường thì vào mùa mát ấy, thì hoa nó đẹp hơn. Hoành gốc thì khoảng tầm 50, nhưng tím Vân Lâu này thì rất là lâu to. Được cái thân nó đặc với lại nó ít bị rụng mục. Chơi nó thì hoa rất là bền, hoa cả tháng không rụng. Cây này thì đã được làm khung giàn vào rồi, đẹp rồi. Chỉ đợi thêm xương. Xương của nó thì rất là gọn các bác nhé. Các bác để ý đến trên này thì thấy cái xương của nó ra rất là gọn này. Nó gọn xương hơn thằng sắc pháo với lại hai màu, với lại các dòng hoa giấy khác. Đấy, cây này thì những cành này là mới, chỉ tầm độ 2 đến 3 tháng thôi các bác ạ. Chỉ tầm độ 2 đến 3 tháng thôi. Đấy, những cành mới đấy. Bây giờ nó đã bằng ngón tay của tôi này, thậm chí là to hơn này. Hoa giấy thì nếu mà có giàn thì nó rất là nhanh khỏe. Đấy, tím màu của nó đây rất là đẹp các bác ạ. Nhưng hiện nay thì chưa được đậm màu lắm. Đây cũng là một trong những cây tím Vân Lâu đẹp ở Nghệ An hiện nay. Nếu mà dòng tím Vân Lâu đẹp thì hiện nay thì ở Nghệ An không có nhiều đâu các bác ạ. Nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng tầm 10 cây thôi. Theo em biết thì có tầm khoảng 10 cây đẹp. Còn nữa là loại nhỏ, vừa, không đáng kể. Kể cả cái giống của nó thì tôi đi tìm để tôi gây giống cũng rất là khó. Có thể là các bác không thích màu này, nhưng mà tôi lại là nó là một trong những cái hoa, loại hoa giấy là tôi thích nhất. Cây này là cây của anh Nguyên. Lần trước có số điện thoại của vườn anh Nguyên lên rồi đấy các bác nhé. Vì tôi thì số điện thoại thì đang ở trong máy đây, mà tôi lại đang quay cho nên là tôi không lấy được ra. Có gì thì tôi về tôi lấy số điện thoại ra rồi ghim lên clip này cho các bác được xem. Có gì các bác cứ thắc mắc hoặc là muốn mua trực tiếp cây này giá bao nhiêu thì cứ qua anh Nguyên dễ hơn. Bởi vì hoa giấy đợt này nếu mà những hàng khủng, hàng đẹp ấy, hàng chơi được ấy, như cỡ tầm cỡ này thì cũng không còn nhiều nữa đâu các bác ạ. Vì đã đẩy ra thị trường phía Bắc rất là nhiều rồi. Đây là một trong những cây tím Vân Lâu quý mà tôi muốn hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Đang cho rất là nhiều hoa, hoa rất là khỏe. Được cái thì lại hoa lại to hơn cái lá của nó, cho nên là nó nhìn là vừa có màu xanh vừa có màu tím, nhìn rất là đẹp, rất là quyến rũ. Em xin dừng clip ở đây luôn các bác nhé. Có gì các bác cứ gọi trực tiếp cho anh Nguyên để biết về cái giá cây rõ hơn. Còn em chỉ làm một clip thôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo. Con này rất đẹp, khẳng định.